xin kính chào quý vị đã đến với kênh sống hạnh phúc quý vị thân mến trong cuộc sống này không nhiều người thích sự bận rộn hầu hết mọi người đều ao ước một cuộc sống an nhàn tĩnh lặng rất nhiều người sẽ thấy tâm hồn hòa mình trong câu thơ chẳng mong cuộc sống giàu sang chỉ mong cuộc sống an nhàn ấm êm điều này có thể xuất phát từ lòng khao khát của con người vì chúng ta thường mơ ước những điều chưa có tuy nhiên ở thời đại hiện nay khi mà nhiều người dấn thân vào cuộc đua vô tận với tiền bạc thời gian trở nên quý báu đến nỗi mọi người luôn vội vã thậm chí không có thời gian để thở đều điều này đôi khi dẫn đến việc chúng ta lơ là cha mẹ già không thể dành thời gian cho con cái và quên mất những người bạn thân thiết đã bao lâu rồi không gặp chúng ta đều mong muốn có thêm một chút thời gian để nghỉ ngơi để thư giãn tuy nhiên nếu sự an nhàn xảy ra quá thường xuyên và thời gian dành cho những hoạt động bận rộn ít hơn là thời gian rảnh rỗi thì sự nhàn rỗi đó lại có thể mang theo những rủi ro tiềm ẩn trong tình huống như vậy sự nhàn rỗi có thể dẫn đến những tai họa khó lường và trở thành nguy cơ đe dọa cuộc sống của một người sự thất nghiệp ví như là một ví dụ có thể sinh ra các vấn đề và trở thành gánh nặng đối với xã hội như câu nói nổi tiếng gánh nặng lớn nhất trong cuộc sống không phải là công việc mà là sự nhàm chán nhưng quý vị thân mến sự nhàn rỗi không phải lúc nào cũng là mối đe dọa nó có thể giúp con người thư giãn và nạp lại năng lượng tuy nhiên nếu không được quản lý cẩn thận nó có thể trở thành một nguồn nuôi dưỡng cho các vấn đề tâm lý và tình trạng xã hội không mong muốn. Nhân đây, chúng ta hãy cùng xem xét và suy ngẫm về những rủi ro mà sự nhàn rỗi có thể mang lại, thông qua việc chia sẻ sau đây. Một, Nhàn rồi chính là nuôi mầm bệnh. Trong những hiểm họa của sự nhàn rỗi là nó có thể tạo điều kiện cho việc nuôi mầm các vấn đề tâm lý. Một nhà nghiên cứu tâm thần học đã đưa ra kết luận này trong công trình nghiên cứu của mình như sau nhàm chán rảnh rỗi trì trệ đó là những khởi đầu của một căn bệnh tinh thần một căn bệnh lây lan như đám bèo ở trong ao tù vậy cuộc sống hiện đại tiện nghi làm chúng ta nảy sinh cái tâm lý lười vận động có thể ngồi xe nên lười đi bộ có thang máy nên lười leo thang bộ có thể gọi đồ ăn mà lười nấu cơm nhưng về lâu về dài chúng ta sẽ phải trả một cái giá cho sự lười biếng của bản thân nghỉ ngơi quá nhiều sẽ khiến ta mệt mỏi ngủ quá nhiều nằm quá nhiều ngồi quá nhiều cả ngày chẳng làm được việc gì dần dà sẽ khiến cơ thể trở nên trì trệ càng không muốn làm gì càng mệt mỏi uể oải mà càng mệt mỏi uể oải thì lại càng không muốn làm gì đây là một vòng tuần hoàn vô cùng nguy hiểm trạng thái trì trệ kéo dài thực sự sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chúng ta do các cơ quan không được luyện tập đầy đủ các chức năng của cơ thể hoạt động chậm lại cơ thể dần dà dạ trở nên trì trệ uể oải sức khỏe bệnh tật cũng tự tìm đến và tất nhiên nguy cơ ung thư nguy cơ những bệnh khó lường là tăng cao thỉnh thoảng chúng ta sẽ có những khoảng thời gian thực sự rảnh rỗi. Nhưng thay vì lên kế hoạch, tận dụng khối thời gian đó một cách có ý nghĩa, chúng ta lại cứ loay hoay với chúng. Và cuối cùng đánh mất quãng thời gian quý giá một cách vô nghĩa. Đó thực sự là một trò hề. Chúng ta cứ ngơ ngác cả ngày, lướt web hay vùi đầu vào những trò chơi điện tử vô bổ. Chúng ta sẽ thấy mình như một đứa trẻ vô dụng vậy. Cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì. Mỗi giờ mỗi phút đều là lãng phí thời gian. Thế rồi chính cái sự nhàn rỗi, chúng ta lại gây thêm áp lực cho mình. Cuối cùng thân thể thì nhàn hạ, nhưng đầu óc tinh thần lại hỗn loạn bởi một mớ bong bong cảm xúc tiêu cực. Cảm xúc tiêu cực sẽ khiến mình yếu đuối hơn, dễ tổn thương hơn. Rảnh rỗi thì dễ suy nghĩ linh tinh, lo âu phiền não và rất nhiều nỗi lo đều đến từ cái sự an nhàn mà ra những người nhàn rỗi luôn có xu hướng đưa mình vào một vòng tròn luẩn quẩn mới hoặc là kiếm chuyện vô cớ chúng ta dễ khó chịu và hiểu lầm người khác đôi khi nảy sinh ra mâu thuẫn tranh cãi phá hoại các mối quan hệ cuối cùng sẽ khiến chúng ta phải đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh tâm lý khác nhau mà có thể thấy rằng rất nhiều bệnh đều là do rãnh rỗi mà ra. Bởi vì lười vận động mà, mà tỷ lệ những người mắc bệnh béo phì, cao huyết áp, tiểu đường ngày càng gia tăng. Hơn nữa, người lười biếng thì không muốn vận động tay chân. Ngày tháng rảnh rỗi thì cũng nhiều, suy nghĩ nhiều. Vốn dĩ bản thân không hề có bệnh tật gì. Nhưng bởi vì tâm lý luôn bất an lo âu, sẽ khiến bản thân hoang tưởng, cơ thể khó chịu, không có bệnh thì cũng thành bệnh. 2. Đời người quá nhàn rỗi, dễ sinh tạp niệm. Các cụ đã nói, nhàn cư vi bất thiện đố có sai. Con người ta quá nhàn hạ không có việc gì làm, dễ có những suy nghĩ bất thiện, hại người hại cả mình. Có người đã từng nói, trong cuộc sống này, gánh nặng nặng nề nhất không phải là công việc, mà là sự vô vị nhạt nhẽo của từng ngày trôi qua. Trong thái can đảm cũng đã từng nói thế này, cuộc đời quá nhàn hạ sẽ dễ sinh ra những tạp niệm không bao giờ có. Thực trạng nhàn cư với bất thiện, ta có thể thấy rất điển hình trong cuộc sống hàng ngày. 99,9% tệ nạn xã hội là do sự nhàn rỗi, không muốn làm mà muốn có ăn, mà những người không có việc gì làm. Dễ sinh ra những trò như thế này. Bài bạc, rượu chè, hút chích. Rồi lâu dần không có tiền. Trộm cắp lại nhanh. Dần dần trở thành một thói quen không thể bỏ được. Nhu cầu cuộc sống ngày càng cao. Đòi hỏi của con người ngày càng nhiều. Trong khi kẻ lười biếng. Không muốn làm gì mà muốn có đủ tất cả. Dẫu cho gia đình có tiền muôn bạc vạn thì dần dần cũng trở nên nghèo túng lúc này thì những con nghiện quen hưởng thụ kia sẽ trở thành kẻ xấu họ có tìm ra những mưu mô xảo quyệt để kiếm tiền từ chỗ lừa gạt trộm cướp thậm chí là đến chỗ giết người đó là hậu quả của việc nhàn cư rất tai hại ba muốn trở thành người ưu tú đừng lựa chọn an nhàn chúng ta vẫn thường hay ngưỡng mộ thành tích địa vị của người khác, mà oán hận với cuộc đời này, sao lắm bất công. Nhưng một người chỉ mong cầu nhàn hạ, chưa từng chăm chỉ, nỗ lực một điều gì đó, thì dù có làm gì, làm sao có cái thành tựu để mà so đo, mà không có chút nỗ lực gì, thì lấy gì để mà oán trách. Cái giá của sự an nhàn là một tâm hồn thiếu thốn quẻ quặt, nhưng ý nghĩ rất mơ hồ tư duy thì nghèo nàn. Thế kỷ 21 mà tư duy ở thế kỷ 18, tình cảm nhàm chán và có một cuộc đời tiêu cực. Trăm thói xấu tỷ thứ bệnh của con người ta đều phát sinh cho cái từ nhàn rỗi mà ra. Nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ đã từng nói, luôn duy trì sự bận rộn là liều thuốc rẻ nhất trên thế giới này, giúp con người ta hoàn thiện, bởi từ trước đến nay bận rộn luôn là khởi đầu cho một cuộc sống năng động người nghèo bận rộn chân tay người giàu sẽ bận rộn đầu óc cho nên con người luôn phải tìm ra việc gì đó để làm có như vậy thì tinh thần mới tịnh tiến không nhàm chán không trống rỗng cơ thể thì cũng không lười biếng ông vua giàu mỏ vóc pheo lờ của nước mỹ là một người rất nhiệt huyết với sự nghiệp của mình và ông ấy cũng từng nói tôi sẽ không bao giờ quên công việc đầu tiên của mình mặc dù trời chưa sáng đã phải đi làm đèn ở phòng làm việc mờ mờ như ánh trăng nhưng tôi chưa bao giờ nửa lời than vãn vì công việc này tôi thậm chí đã ngất vì làm việc bất kỳ điều gì cũng không thể cản trở tình yêu của tôi đối với công việc ông có những dòng tâm sự được nhiều thế hệ trẻ vô cùng tâm đắc như sau tôi chưa bao giờ nếm thử cảm giác thất nghiệp đó không phải là một điều tôi khiến mình may mắn mà là vì tôi luôn làm việc nếu xem công việc là niềm vui cuộc đời ta cũng giống như thiên đường vậy nếu xem công việc là một nhiệm vụ thì cuộc đời giống như là một địa ngục trần gian được làm việc mới khiến tôi có cái cảm giác mình đang được sống nhưng nhàn hạ khiến tôi dễ rơi vào trạng thái khủng hoảng lo âu và dường như bản thân bị dừng lại một chỗ lập tức bị xã hội đào thải người đời vượt qua quý vị thân mến cổ nhân có câu đời người lên voi xuống chó tức thì người dù có tài sản cách xù nhưng chỉ qua một đêm tan ra bại sản rồi cũng sẽ trở thành kẻ trắng tay có người lúc nào cũng khản cổ gào lên kêu mình không có tiền xong lại thẳng tay chơi lô đề bán cả nhà cửa đi, để mà dồn sức cho trò cá độ, hay là các cái trò chơi may rủi khác. Có người làm bao nhiêu tiền thì cũng tiêu bấy nhiêu, đủ ăn đủ mặc, nhưng bản thân thì u mê, mộng mị trong cái tư tưởng nghèo đói, và tìm đến nghiện hút rượu chè. Chữ nghèo thường đi liền với chữ hèn, nhưng điều này chưa chắc đúng, bởi đôi khi hèn hay không là do cách chúng ta lựa chọn. Một, không buông xuôi chúng ta không có quyền đòi hỏi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó hay dư giả nhưng nếu chúng ta thả trôi đời trong vòng xoáy của cái nghèo thì đó lại là một lựa chọn ngu xuẩn nguyên thủ tướng của anh với câu thần chú diệu kỳ không bao giờ không bao giờ bỏ cuộc đã vực dậy tinh thần của tầng lớp thấp kém nhất nước anh sau chiến tranh thế giới thứ hai cuộc sống vốn dĩ không phải là một mảnh đất bằng phẳng để con người ta dễ dàng đạt được nó là những thử thách khó khăn mà con người cần phải cố gắng nỗ lực để đánh đổ cái khó khăn ấy có nhiều người rời bỏ nơi chôn dâu cắt rốn để lên chốn đô thành lao động đủ các thứ nghề vật lộn với dòng đời có người ngày mai cầm cuốc cải tạo bãi đất của ông cha trồng rau nuôi cá có người đi vay tiền đi học một cái nghề chỉnh chu. Còn rất nhiều trường hợp khác. Nhưng rõ ràng họ không hề buông xuôi và họ hành động và không hề suy nghĩ. 2. Không bán mình. Đói cho sạch, rách cho thơm. Câu tục ngữ hàm chứa thật tinh tế và khéo léo. Khi đã mượn hai yếu tố thiết thực nhất trong cuộc sống hàng ngày của mỗi con người, đó là ăn và mặc để thông qua đó thể hiện cái quan niệm sống của mình. Câu tục ngữ đề cập đến chuyện đói rách là những từ như đã chỉ thị sự nghèo khổ khó khăn. Nhưng từ sạch và thơm, như vẫn giữ đúng sắc thái của nó, chính là khi con người có rơi vào những hoàn cảnh khó khăn, thì vẫn không được đánh mất chính bản thân mình. Của viên nghĩa có giàu đâu, ở cho ngay thật, giàu sang mới bền. Thế nên, Đừng quần trí bán mình cho quỷ dữ, bất chấp phi pháp để mà làm giàu. 3. Không đổ lỗi trời, không oán trách người. Ngửa mặt lên trời, hận đời vô đối. Đây là một câu nói dễ khiến người ta chóng quên nhất. Dù nó đã từng là câu cửa miệng của những kẻ lười, chỉ biết ăn không ngồi rồi, há miệng chờ sung. Hạnh phúc được quyết định bằng cách chúng ta nhìn nhận và phản ứng với 90% những gì xảy ra trong cuộc sống. Trên thực tế có nhiều người chấp nhận khó khăn, nhưng cũng có người đổ lỗi cho hoàn cảnh. Ít hay nhiều, chúng ta đều thấy rằng những quyết định được đưa ra khi cảm xúc bị chi phối, hầu hết là những quyết định tồi. Còn những cá nhân đã thành công, dù một đoạn đường đời phải đối mặt với những khó khăn, bệnh tật, nghèo khó và bất công tại sao họ vẫn làm được như vậy dù cuộc sống không hề có chút màu hồng nào là vì họ nhận ra rằng mình có thể lựa chọn thái độ để đáp lại cuộc sống và duy trì sự tích cực hãy học cách chịu trách nhiệm dù bạn không có khả năng ngăn chặn cái điều tồi tệ nhất xảy ra nhưng những bất hạnh trong cuộc sống này phần nhiều đều do thái độ của bạn quyết định trung bình mỗi người chỉ có khoảng từ 60 đến 70 năm trên cõi đời này. Bạn chọn chôn mình trong đau khổ trầm luân hay đứng dậy và hành động để vươn lên? Quý vị thân mến, không có cái khái niệm nghèo nhất. Trong mắt những người nghèo luôn tồn tại những người nghèo hơn họ. Nghèo thực ra thì cũng có cái điểm tốt của nó. Những người sống trong sự giàu có thịnh vượng bản chất của họ có thể bị chính sự giàu có thịnh vượng này che mờ. Hệ quả là, những người khác sẽ khó nhìn thấy bản chất con người họ, và dễ nảy sinh với họ những hiểu lầm đáng tiếc. Nên nhớ người nghèo thì không. Khi không có tiền những phẩm chất đạo đức của họ lại nổi bật lên trên. Người khác nhìn và dễ dàng đoán biết được chính xác. Một người nghèo là tốt hay là xấu. Người nghèo cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn họ ít bị chi phối hoặc là bị người khác nhờ làm một việc gì đó phức tạp thời gian của họ ít khi phải chia sẻ với bất kỳ một ai và người nghèo cũng thường là những người hào phóng nhất bởi không có khoảng cách giữa người nghèo với nhau họ chung sống trong sự hòa bình không có sự ghen ghét đố kỵ khi gặp khó khăn họ cũng sẽ được những người nghèo khác giúp đỡ người nghèo thì họ cũng có nhiều tiền thật họ không có đủ tiền để mà mua nhà ăn còn chưa đủ no nhưng ít nhất thì vẫn đủ sống cuộc đời có thể lay lấp nhưng họ vẫn có thời gian để tận hưởng những niềm vui trong cuộc sống giàu có không tính bằng vật chất bạn đang sở hữu mà chính là cái thái độ bạn đối xử mọi người trong cuộc sống này đôi lúc đang giàu bỗng dưng ngồi ngẫm lại liệu mình có đang nghèo hay không kính mời quý vị cùng suy ngẫm những điều ngay sau đây một mục đích của sống đức nghèo khó là bác ái yêu thương nghèo khó tự thân không phải là một mục đích của đời người nhưng là một phương thức sống để yêu thương hơn nữa để bước vào không gian của đức mến vốn không bao giờ mất được do đó tinh thần nghèo khó cần luôn luôn và trước hết phải được chứng thực trong thực hành đức mến hàng ngày hướng đến những người đang sống cùng với chúng ta những người khác những người đang túng thiếu hơn ta tinh thần nghèo khó luôn phải được đo lường bằng tình yêu ngày xưa khi mẹ chúng tôi còn sống mỗi lần nấu cơm cho gia đình ăn bà lấy một ít gạo bỏ vào cái hũ để góc bếp đi chợ về còn ít tiền lẻ mẹ vội bỏ vào cái hộp bà giải thích rằng bớt đi một vài nắm gạo bữa ăn của nhà cũng không đến nỗi thiếu thốn nhưng có cái để dành mà giúp cho những người cơ nhỡ lỡ đường nếu không làm như vậy muốn giúp đỡ người cũng khó vì nhiều khi muốn giúp lại không sẵn có gạo tiền mẹ tôi dạy chúng tôi rằng việc bỏ gạo vô hữu chính là đích cái âm đức là làm phước mẹ cũng còn dạy rằng khi đi ra đường nên mang theo ít tiền lẻ trong túi để khi cần thiết có cơ hội giúp đỡ người khốn khó hơn ta. 2. Sống nghèo khó là chia sẻ Thực danh của Đức nghèo khó là chia sẻ. Chia sẻ, hiệp thông của cải, có nghĩa là không ai có tiền của, tài sản lợi tức lao động riêng tư. Tất cả thực sự là của chung và dùng chung. Chia sẻ của cải là khía cạnh khó sống nhất. Nhưng nếu không có điều đó, thì cũng không có khả năng sống hiệp thông vì chúng ta cùng chung sống dưới một bầu trời dưới một thể chế xã hội sự sẻ chia và yêu thương là điều cần thiết để gắn kết những trái tim lại với nhau ba nghèo khó là làm việc bằng chính đôi tay của mình nghèo khó của đời sống lao động biểu lộ bằng đôi tay của mình và không để mình phải gánh nặng cho người khác Mỗi người phải làm việc bằng chính sức của mình và tạo ra của cải mà cứu giúp những người túng thiếu. Và ai không muốn làm việc thì đừng có mơ mà ăn. Như ông cha ta vẫn có câu, tay làm hàm nhai, tay quay miệng trễ. 4. Sống nghèo khó là giúp đỡ người nghèo. Sống nghèo khó là giúp đỡ người nghèo túng. Với những thành quả do chính mình làm ra, còn có nhiều hình thức khác nhau để giúp đỡ người nghèo giúp người nghèo qua đường dừng lại gõ cửa nhà mình xin ăn nhưng cũng cần giúp đỡ những người nghèo khác ở xa hơn trong vùng chúng ta hay ở những vùng miền xa xôi hơn thế giới chúng ta nên nhớ rằng chúng ta không hề sống một mình chúng ta sống với tất cả mọi người xung quanh vì thế không phải việc gì chúng ta cũng có thể tự mình vượt qua tất cả sức mạnh của nhiều người là sức mạnh không gì bẽ gãy được đừng từ chối sự giúp đỡ cho dù nó đến từ phía bạn hay đến từ những người khác quý vị thân mến lúc nhỏ chúng ta thường mong muốn được lớn lên đã mang thử đôi giày của mẹ mặc trộm cái bộ phép của cha bởi vì chúng ta cho rằng lớn lên sẽ không được rất rất nhiều thứ nhưng mà sau khi lớn lên thì chúng ta lại phát hiện rằng thế giới không phải tốt đẹp như chúng ta vẫn thầm tưởng tượng bởi chúng ta phải đối mặt với rất nhiều sự mất mát mất đi thân nhân mỗi năm mất đi tình yêu có khi mất đi sức khỏe mất đi cả ước mơ thậm chí cả dũng khí để mà sống cũng chẳng còn và sau đây là năm điều mà người có nội tâm mạnh mẽ không bao giờ quan tâm một lo được lo mất Người lo được lo mất đều có trái tim thủy tinh. Họ đem tất cả những hỉ nộ ái lạc của mình gửi trên thân những người xung quanh. Nhất cử nhất động của người khác, thậm chí chỉ một ánh mắt cũng khiến trong lòng họ trào lên những con sóng. Cái kiểu người như vậy thì luôn luôn sống rất mệt mỏi. Chúng ta đã từng trải qua những trạng thái cảm xúc kiểu như thế này hay chưa? Đăng một bức ảnh lên mãi không có ai like bình luận bạn dứt khoát xóa nó đi đồng nghiệp quên gọi bạn cùng đi ăn trong lòng bạn không vui cảm thấy mình bị cô lập bạn trai không trả lời tin nhắn của bạn kịp thời bạn bắt đầu suy nghĩ linh tinh nghi ngờ anh ấy thay lòng đổi dạ nhân sinh tại thế sớm muộn cũng phải nhận rõ cái sự thực thế này rất nhiều việc không phải bạn muốn làm là có thể làm được rất nhiều người không phải bạn cứ muốn giữ là có thể giữ được do đó cần phải biết chấp nhận tâm trạng lúc nóng lúc lạnh của bất kỳ người nào và cũng cần phải quen với việc bỗng thân cận lại trở nên xa cách của bất kỳ người nào khi bạn dành thời gian và tinh lực cho bản thân khi bạn trở nên vừa bận rộn vừa tốt đẹp thì bạn sẽ không lo được nó mất nữa rõ ràng mỗi ngày chúng ta đều cần sống tốt với hiện tại tính toán sau đó quá nhiều sẽ trở thành ràng buộc cảm giác an toàn không phải người khác trao cho mà là khi bạn tự trở nên lớn mạnh thì tự nhiên sẽ có được thứ hai đố kỵ người khác có người nói đố kỵ có thể là thứ bất hạnh nhất trong tất cả thiên tính con người do đố kỵ nên con người đã không cảm nhận được niềm vui từ những sự vật sự việc phúc phận tài năng mình đã có lại không ngừng nhận lấy cái sự thống khổ từ những sự vật sự việc tài năng mà người khác sở hữu đố kỵ là một tâm xấu rất xấu có lẽ chúng ta không thể ngày nào ngay lập tức hoàn toàn thoát khỏi nó nhưng chúng ta có thể tu thân dưỡng tính điều chỉnh tốt cái tâm thái không vì cái lòng đố kỵ mà đánh mất cái thân phận cũng không vì đố kỵ mà làm tổn thương người khác dần dần tiến tới từ bỏ cái thói hư đố kỵ. Có câu chuyện cười kể rằng một người nọ gặp bậc trí giả, bậc trí giả nói cho anh ta biết, bây giờ tôi có thể thỏa mãn bất kỳ nguyện vọng nào của anh, nhưng mà tiền đề là người hàng xóm của anh sẽ được gấp đôi. Người này mừng lắm, nhưng suy đi tính lại, nếu mình muốn có một mảng ruộng thì hàng xóm của mình sẽ được hai mảnh ư? nếu mình muốn có hòm vàng thì hàng xóm của mình được hai hòm ư nghĩ tới nghĩ lui mà không biết đưa ra yêu cầu gì mới tốt anh ta thật sự không cam lòng khi người hàng xóm được hưởng lại gấp đôi mình cuối cùng thì anh này nghiến răng thôi được rồi ông hãy móc một con mắt của tôi đi cái tâm đố kỵ giống như là cỏ dại trong tâm nếu để nó lan ra thì không những dễ gây tổn hại cho người khác mà còn hủy hoại chính mình người có nội tâm lớn mạnh rất ít khi đố kỵ người khác họ yên tĩnh làm cho chính mình theo quỹ đạo của mình thấy người khác hạnh phúc họ không ôm hận trong lòng mà sẽ chân thành chúc phúc thấy người khác đạt được ước mơ họ không ganh ghét mà coi đó là tấm gương cho mình người có nội tâm lớn mạnh thì lòng dạ rộng vào tầm nhìn cao xa chẳng kinh chẳng mừng dấu vinh hay nhục. Thứ ba, hay nổi nóng. Tâm trạng ổn định chính là sự tu dưỡng cao nhất của đời người. Người hay nổi nóng giống như là một thùng thuốc nổ. Chỉ cần gặp một đốm lửa nhỏ thôi là cháy ngay. Những người xung quanh họ như đi trên tấm băng bọc, lúc nào cũng nơm nớp bị vạ lây. Xưa có một thanh niên, mỗi lần tranh chấp với người, hay bị oan ức, thì sẽ chạy xung quanh nhà cửa đất đai của mình ba vòng. Mỗi một lần chạy xong thì liền nghĩ, đất đai nhà mình nhỏ thế này, nhà cửa nhà mình nhỏ thế. Có thời gian tức giận thì chi bằng dùng thời gian và tinh lực để thay đổi cuộc sống. Sau này giàu có rồi. Mỗi lần tức giận thì anh vừa chạy vừa nghĩ. Nhà cửa mình lớn thế này. Đất đai nhà mình nhiều thế này. Cuộc sống quả là như ý thì việc gì phải so đo tính toán với người ta làm cái gì? Người xưa có câu hòa, khí sinh tài. Trong tính khí của bạn nếu luôn hòa ái thì sẽ không được phúc khí. Người hay nổi nóng, thì luôn luôn chất chứa đầy những gà năng lượng tiêu cực. Khiến người ta chẳng dám gần gũi, vận tốt cũng lìa xa. Thứ tư, nhạy cảm tự ti, Người càng tự tin thì càng có sức hấp dẫn. Dũng khí và khí phách của bạn hiện ra khi đối mặt với cuộc sống đầy thực dụng. Sẽ cuốn hút hơn cái dáng vẻ phù hoa giống tuếch rất nhiều. Người nhạy cảm tự ti. Trong cuộc sống lúc nào cũng cảm giác rón rén nơm nớm. Sống rất căng thẳng. Chỉ một câu hỏi nghi ngờ của người bên cạnh. Họ liền bắt đầu hoài nghi bản thân. Bị công kích một chút họ liền oán trách bản thân chỉ một chút lạnh lùng của người khác thì họ liền cảm thấy khó chung sống với người ta có một cô gái mơ ước thành ca sĩ nhưng mà lại có hai cái răng khểnh và ở ngoài lần đầu tiên biểu diễn công khai cô cứ một mực nghĩ cách hạ môi trên xuống để che hai cái răng cửa nhô ra kết quả trông cô rất là buồn cười gảnh gớm đã chú định trước một cái buổi biểu diễn thất bại sau này khi cô không còn để ý đến răng mình nữa mở to miệng mở lòng hắt thỏa sức thì trái lại lại khiến ca khán giả rất là cảm động và cuối cùng tự hạn chế mình việc không đáng quan tâm nhất ở đời chính là chúng ta sẽ già đi việc đáng quan tâm lớn nhất của đời người chính là chúng ta sẽ già đi như thế nào trên đường đời này quản lý bản thân cho tốt sẽ hơn là dựa vào bất kỳ người nào không coi tuổi tác là vốn liếng của mình thì mãi mãi không phải là lo chờ nên già cả học cách quản lý tốt bản thân thì mỗi một độ tuổi mỗi một tháng mỗi một ngày đều là khoảng thời gian đẹp nhất chỉ có nội tâm mạnh mẽ mới có được hạnh phúc chân chính mới có đủ cái tư cách trách nhiệm đối với cuộc đời mình là một người có nội tâm lớn mạnh xem nhẹ được mất sống nghiêm túc không sợ tuổi tác sống chân thật với chính mình thì mới là điều tốt đẹp nhất vâng thưa quý vị cuộc sống này đầy những bon chen cám dỗ mỗi bước đi thì cảm thấy áp lực khó khăn vô cùng đối với cuộc sốn này mỗi người đều có những lựa chọn khác nhau có người dám buông xuôi để dòng đời đưa đẩy bèo dạt mây trôi. Có người thì lại vững vàng tiến về phía trước. Có người thì lại chấp nhận hiện thực, vui vẻ với sự đời. Phần cuối video, kính mời quý vị lắng nghe câu chuyện cảm động sau đây. Đi qua mùa gió thổi của tác giả Diệu Hạnh. 22 năm trước, chị còn là cô thiếu nữ sinh ra ở một miền quê nhiều nắng gió và nghèo mười tám tuổi theo nguyện vọng của mẹ chị ngậm ngùi gác lại giấc mơ kiến trúc thi vào sư phạm thế nhưng chị vẫn thường trốn sang trường kiến trúc chơi cũng dựng giá đỡ cũng vẽ vời như thật rồi chị gặp anh chàng sinh viên kiến trúc có mái tóc bồng bềnh nhưng trong đôi mắt kiên nghị lại chẳng chút bóng dáng lãng tử nào trong buổi giao lưu sinh viên đầu khóa ngẫu nhiên hai ánh mắt chạm nhau giữa đám đông trong tiếng vóc chát chúa rồi yêu anh chỉ hơn chị hai tuổi nhưng đĩnh đạc bên anh chị có cảm giác được trở tre chị như chiếc bóng lẻ giữa đời anh đến là cơn gió mát thổi sâu vào tâm hồn chị nghỉ hè năm ba chị đưa anh về quê ra mắt anh phải nói dữ lắm chị mới đồng ý cho anh về nhà chị sợ bao nhiêu thứ ngăn cách giữa chị và anh anh phẩy tay kéo chị chạy băng băng qua con đường xẻ giữa cánh đồng mênh mông anh cười như đứa trẻ sắn quần quá gối lội ruộng hái mấy nhánh lúa thơm lừng mùi sữa rúi vào tay chị mẹ chị cứ lo anh công tử nhà giàu nên không hợp sống ở quê đã vậy còn là quê nghèo anh chẳng nói chẳng rằng cứ phăm phăm bắt trước mẹ chị đi đặt đêm, mò cua bắt ốc đầy thích thú Ngày về là bấy nhiêu ngày anh đi chân đất dọc đường quê, tự tay lập từng miếng liếp, đóng từng cái chân bàn rượu rã. Mẹ chị cứ nhìn anh cười miết miết. Cuối cùng thì ngôi nhà này cũng đã ấm lên bằng hơi thở của đàn ông. Chờ chị tốt nghiệp rồi anh mới dẫn chị về ra mắt mẹ anh. Chị run lẩy bẩy như đứa trẻ lần đầu đến trường. Nếu không có anh siết chặt tay, có lẽ chị đã không can đảm đặt chân vào ngôi nhà có cánh cổng sắt lạnh băng và ảo não thế nhưng dù có anh chị cũng không thể nào được đường hoàng bước qua cánh cổng ấy lần nữa mẹ anh không thể dứt bỏ mối hận ám ảnh với nghề giáo ngày xưa ba bỏ mẹ con anh lúc ấy anh mới hai tuổi đầu để xây dựng gia đình với cô giáo trong làng mẹ nhìn chị rất lâu bằng quãng ký ức mù mịt đó và lắc đầu không cánh cổng sắt nặng nề khép lại sau lưng như đóng sẵn nắm mồ chôn chặt tuổi xuân của chị. Anh đứng đó, đau đớn nhìn chị lao đi trong màn mưa. Anh không thể đặt mẹ và chị lên bàn cân để đong đếm. Anh không chọn lựa được dù anh biết rằng anh có một đứa con sắp chào đời. Và điều đó sẽ ám ảnh anh suốt đời. Anh nhắm mắt. Giọt nước cuộc đời xám ngoét chảy ngược vào lòng. Vậy là anh đánh mất chị. Về sau ngay cả khi cố nhớ. Chị cũng không biết sao chị và mẹ có thể đi qua những ngày tháng ao tù đó. Mỗi khi đứa trẻ quấy đạp trong bụng chị lại cắn răng quên đi, không dám nâng niu niềm hạnh phúc được làm mẹ. Chỉ cần nghĩ đến đứa trẻ thôi là cả một vùng ký ức dữ dội ảo về. Sẽ nhớ đến anh, đến mẹ anh, đến nỗi thèm khá được xóa sạch, được quên hết đi, nhẹ bẫng, như cái chết chẳng hạn nhưng chết thì dễ sống mới khó thế nên chị phải sống chị ngày càng lầm lũi thêm mỗi khi thấy anh thường lặng lẽ tìm đến căn nhà cô độc của mình nhìn chị bình yên bên tã áo tất khăn rồi đi đôi khi có những người dù yêu thương nhau rất nhiều nhưng họ có một số phận cách xa nhau chị tin giữa chị và anh tồn tại số phận khó chấp nhận đó nhưng chỉ cần còn được bình lặng nhìn thấy nhau, chị sẽ còn sống được với điều đó. Đến khi chị sinh con, rồi con chị lớn, rồi sẽ phải có một lúc nào đó chị sẽ tìm được một số phận ở gần anh. Chị chỉ giữ được niềm tin đó đến khi đứa con chào đời. Mẹ anh đến hàng ngày trong thời gian chị ở cữ, gian đe, van xin, tìm mọi cách để tách cậu con trai kháu khỉnh. Giống anh như tạc ra khỏi chị như đã từng dùng uy quyền và nỗi khổ đau của bà để chia cắt chị và anh chị không hiểu được những người đàn bà đã từng bị phản bội ở họ ở mẹ anh có một sức mạnh huyền bí nào đó khiến họ một mực phải giữ chặt lấy điều họ đang có xin con hãy để cả nó và con nó được yên con có quyền sống một cuộc đời tự do theo ý con chị rời khỏi ngôi nhà rời khỏi anh rời khỏi nỗi tuyệt vọng ám ảnh người mẹ của anh mẹ tuồn tay vào trong tóc chị bảo rằng mọi thứ sẽ qua đi còn với chị qua đi không biết có đồng nghĩa với chết hay không mẹ chị kết thúc những tháng ngày yên bình trong lòng đất cao nguyên chị còn lại một mình trong căn nhà lát gạch hoa màu xanh lá khang trang thấy chị đơn chiếc vài người đàn ông quá lứa lui tới nhà chị gửi gắm những ý định chân tình và giản dị với ai chị cũng chỉ nghe nói suốt cười suốt và rồi từ chối suốt chị không biết mình còn mong đợi điều gì chỉ đơn giản là chị muốn mình giữ được mãi sự thong bằng giúp chị sống sót từ ngày anh rời bỏ chị từ ngày con trai bị đưa đi xa chị không cần thay đổi điều gì nữa cả chiều nay trường chị đón một đoàn giáo sinh về thực tập trong cơn mưa nặng gió đầu mùa chị đứng im tím tái nhìn cậu bé trưởng đoàn đang háo hức với thầy hiệu trưởng dạ sau khi sắp xếp chỗ ăn ở nhất định thầy phải dẫn con đến gặp cô duyên nha thầy nha thầy chị quay đi chạy biến vào màn mưa gió phú phàng chị không dám đứng lại không dám bước tới để đối diện với thằng bé bản sao của anh hai mươi năm về trước biết đâu cái nhìn của chị đã sáng suốt biết đâu mọi chuyện giờ đã khác và còn muôn vàn khi biết đâu nữa chị răng đẩy ra trên những lối cây rừng tối mù. Suy cho cùng, quá khứ vẫn là gánh nặng khó chút bỏ, khó lường định nhất. Chị báo ốm, xin nghỉ suốt một tuần để tránh mặt thằng bé. Nó tìm đến nhà, chị đóng cửa tắt đèn như đi vắng. Sáng tinh mơ, chị len ra dãy tưới cả, vấp chân cậu giáo sinh nằm co do ngay thềm nhà. Khắp người phủ đầy vải bạt, bao đựng cả. Nó gãi đầu, chở người sang bên kia, nói mớ. Mẹ, mẹ đừng bỏ con, đừng bỏ con. Chị gục xuống ôm thằng bé, nó bừng tỉnh, líu díu quíu chặt lấy chị, giọng ngái ngủ lào khảo, cuống quýt. Con, là con đây. Gió thổi tung những cánh hoa rừng vừa chớm nụ gió như cánh tay trần bút lạnh mơn man trên những ngọn đồi xanh cỏ. Triền núi còn mở trong xương, tiếng gà rừng thi thoảng gáy xua tan sự tĩnh mịch. Chị lần ra cửa, đứng đó nhìn miết vào dáng người gầy rong ròng đi lên từ dưới chân dốc. Là anh anh của ngày xưa với đôi mắt vời vời xa xôi nhưng lại gần quá đỗi. Anh bằng thịt bằng xương đang đứng đó, trong cái lạnh đầu thu, trong những cơn gió thổi qua sự xót xa đưa bàn tay cố đỡ lấy chị. Phải chăng chỉ là một cơn mơ? Cơn mơ của một người đã chờ đợi hơn 22 năm qua. Nếu chỉ là một giấc mơ thì mãi mãi, chị ước mình sẽ không bao giờ tỉnh. Đêm ấy, trong gian nhà lửa ấm, có bóng ba người lặng lẽ ôm nhau thổn thức. Anh đưa chị xuống núi, bước chân chị bên anh líu díu như trẻ con vừa tập đi. Cũng phải thôi, con đường hạnh phúc này vắng mặt chị lâu quá rồi ngôi nhà có cánh cổng sắt nặng nề của anh cũng đã vắng bóng mẹ anh lâu lắm rồi thắp nén nhang cho người quá cố chị khẽ nép vào lòng anh thì thầm mẹ có thể chúc phúc cho bọn con không mẹ không có tiếng trả lời nhưng hôm đó thành phố đột nhiên nhiều gió đến nỗi chẳng ai nghe rõ những gì họ nói với nhau chỉ có giọt nước mắt nhẹ hẫng tan vào gió bay đi. Video đến đây là kết thúc. Ban biên tập rất mong muốn nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp, cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video và đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ, chia sẻ và lan tỏa những điều tốt đẹp, cũng như để nhận những video mới nhất từ chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã luôn lắng nghe chia sẻ và đồng hành cùng kênh sống hạnh phúc. Thay mặt ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.